Đội tuyển U19 nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U19 nữ Myanmar ở trận bán kết một giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Ở trận bán kết 2, U19 nữ Thái Lan dễ dàng có được chiến thắng tưng bừng 7-1 trước chủ nhà U19 Indonesia. Trước mắt chúng tôi còn trận đấu cuối chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, huấn luyện viên Akira Iziri của U19 Việt Nam chia sẻ. Theo lịch thi đấu, trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 7 trên sân vận động Gelora Sriwijaya, Indonesia. Vào lúc 7:30 hôm nay, 14 tháng 7, theo giờ Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha trên sân MC Lennon Park tại thành phố Auckland, New Zealand. Cả hai đội đều xem trận giao hữu với nhau lần này là cuộc tập dượt cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023. Với tính chất quan trọng như vậy, hai bên quyết định đấu kín, không có khán giả, không trực tiếp truyền hình. Do đó, người hâm mộ chỉ biết chờ thông tin kết quả được đưa ra sau trận đấu. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với các học trò của ông Mai Đức Chung. Điều đó cũng được thể hiện rõ nhất qua thứ bậc cách biệt giữa hai đội, Tây Ban Nha xếp hạng 6 thế giới còn Việt Nam đứng thứ 32 thế giới. Trước đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tập luyện và thi đấu của các đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, đã cung cấp các trang thiết bị bao gồm thùng đá, bình nước, túi đựng dụng cụ tập luyện bóng thi đấu, tem giải đấu trên trang phục thi đấu của cầu thủ. Các dụng cụ tập luyện khác sẽ được FIFA cung cấp trực tiếp tại sân tập chính của đội trong vài ngày tới.